Tối 2 tháng 8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có thông tin chính thức liên quan vụ việc ông Trần Vinh với nhân viên y tế Phan Thị Loan. Sáng 1 tháng 8, ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bị lực lượng chức năng khống chế sau khi có xích mích, đôi co với nhân viên y tế Phan Thị Loan đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà là nơi đang bị phong tỏa cứng, cấm tất cả người dân ra vào để thực hiện xét nghiệm cho toàn dân sau khi phát hiện hàng loạt ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chiều 1 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vinh cho rằng nhân viên y tế ngoáy 3 lần vào mũi rồi rút ra, lần thứ 4 ngoáy quá mạnh và khó chịu nên ông phản ứng tự nhiên gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự không có hành vi đánh nhân viên y tế. Ông Vinh nói, sau khi xảy ra sự việc, tôi đi về nhà một lúc thì các anh công an đến nói mời tôi lên phường làm việc. Lúc này tôi có nói là mấy anh ngồi xuống đây cho tôi trình bày thì họ không chịu. Lúc đó, tôi không chịu đi nên họ khống chế tôi. Tuy nhiên, khi được hỏi sự việc giữa bà và ông Vinh xảy ra như thế nào, bà Loan cho biết, sáng 1 tháng 8 đơn vị tôi thực hiện lấy mẫu cho người dân ở phường Nại Hiên Đông, đến gần 10 giờ sáng còn khoảng 20 người, trong đó ông Vinh ở hàng gần cuối cùng. Xếp trước ông Vinh có hai cháu nhỏ, khi tôi thực hiện lấy mẫu cho các cháu, ông Vinh phàn nàn rằng tôi lấy mẫu qua loa. Tôi có trả lời em được đào tạo đại học chính quy để làm việc này nên anh an tâm, và mũi của trẻ con khác người lớn nên không giống nhau. Ông Vinh có mang điện thoại ra chụp nhưng tôi không đồng ý. Tới lượt lấy mẫu cho ông Vinh, tôi có nói anh lên đây em làm kỹ cho, tôi làm đúng chuyên môn, đưa que vào lấy mẫu. Lúc lấy mẫu xong, ông Vinh đứng dậy tát thẳng vào mặt tôi trước sự chứng kiến của bác sĩ trưởng khoa, các điều dưỡng cùng lấy mẫu và người dân xếp hàng phía sau, hoàn toàn không có chuyện gạt tay trúng má. Tôi chưa kịp hiểu chuyện, còn mọi người đều bất ngờ, một số người dân la lên sao lại tát người ta, thì anh này bỏ chạy. Khi công an mời lên làm việc có giám đốc của tôi và những người dân cùng chứng kiến đến làm chứng, trước nhiều người, ông Vinh đã thừa nhận và xin lỗi tôi, vì cái chung tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng đến lúc này khi ông không thừa nhận là có đứng dậy tát tôi mà chỉ gạt tay trúng má thì tôi không thể nào ngậm uất ức được nữa. Tại buổi làm việc ở cơ quan công an phường Nại Hiên Đông, ông Vinh đã nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân viên y tế. Hiện nay vụ việc đang được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo, xử lý. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục nắm thông tin vụ việc và sẽ xem xét đề nghị xử lý cán bộ theo quy định.